Vào cũng kịp nha bạn, chứ hơn 1 triệu, cái mình triệu này nó vào cũng kịp đấy. Thằng này nó còn 7 4 5 1 3 này căn phần này mình để phần đấy. Chấp đổi đồ luôn đấy anh em ạ. Nó chấp đổi đồ luôn rồi. Chấp đổi đồ anh em ạ. Đá bị nó hút cho rất là lợi nha. Quá buồn luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ruộng người ta phổ biến có 300 mét thì người dây hết anh em ạ. Anh em cứ như một ca nha, đồ giá thôi, ba chén tiền cam anh em ạ, ba chén tiền cam. Thằng này bị bắt tướng rồi nè, à tướng nó về rồi. Nó đi phun kỵ đấy, phun kỵ chắc anh em ạ. Chưa đến 300m đây. Đét 3 và đi phun cam đây em. Cái này nhằm vào gì? Qua nó chết hơn một, qua nó chết một một mét một m t t 2 anh em ạ. Chạm cam với đối thần vương với đại đế nam tước nữ tước thì đấy 85 sao chắc đuối anh em ạ, gần bắt được tướng rồi. Mình ít lính nhân thằng này mà, mà thằng này có 10 lính nó có 9 mét anh em nhỉ, là 6 quán chết một mét này.
thể đâu.
Rồi. Anh em rồi tăng cường ai vào quân đội 70%. Mình kết thúc video ở đây anh em nhé. Chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo nhé. Anh em nhớ xem cho mình một đăng ký kênh để theo dõi mình khi nào có nha anh em. Chào anh em.